Vâng, xin chào các bạn, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Quốc Ánh. Thì tôi đang phụ trách công tác thiết kế tại công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì hôm nay thời tiết ra Tết thì mưa rất nhiều, nhưng anh em tôi vẫn cố gắng tiếp tục đưa ra những cái video thực tế để cho các bạn có thêm các mẫu nhà đẹp. Thì mẫu nhà tôi đang chuẩn bị giới thiệu đây thì có kích thước là 8x10m. Thì sau đây xin mời các bạn ngắm qua kiến trúc phía ngoài công trình. Vâng, trời rất là mưa nhưng mà anh Ánh và tôi vẫn tiếp tục cống hiến cho các bạn những video mẫu nhà thực tế. Sau đây xin mời các bạn ngắm qua phía bên ngoài kiến trúc của công trình. Kích thước của công trình này là bao nhiêu anh Ánh nhỉ? Kích thước là 8x10m. 8 là chiều nào? 8 là cái chiều chiều sâu. Ta đang nhìn thấy đây. À đây, chiều ngang này. À từ đây đến đây. Chiều sâu nhà là 8m đúng không? Đúng rồi. Còn chiều ngang này là phía 10. Trước mặt nhà là chiều rộng. Ừ. 10m. 10m đúng không? Ok. Rồi, để tôi đứng ra xa để cho các bạn nhìn thấy view nữa. Toàn bộ đây chỉ là mặt bên hông thôi. Rồi anh cứ vào nhà đi, đo xem diện tích các cái phòng như nào. Do đây nó cũng cây cối nó cũng nhiều, không thể chia sẻ được hết cái view mặt tiền cho mọi người xem. Này, tôi lùi ra xa mọi người quan sát một cách tốt nhất. Này, hôm nay tôi đi sang bên này đi, cây cao quá che hết mặt tiền của công trình rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến vào phía bên trong quan sát nó kỹ hơn. Trên này là cây che hết mất rồi. Đây là sân vườn của công trình. Công trình này giống như các công trình khác ở vùng nông thôn đều có ao cá ở trước mặt. Đấy. Khu vực trồng cây xanh. Và đây chính là công trình của chúng ta. Đây một mẫu nhà cấp 4 khá đơn giản nhưng mà lại đẹp. Rất là thích hợp ở vùng nông thôn, đặc biệt là khu vực có diện tích rộng. Đấy các bạn ngắm qua nhá. Tôi lùi lại một chút để các bạn ngắm qua cho nó kỹ. Đó. Đấy các bạn có thể để ý các cái chi tiết trang trí của công trình này. Đây là lối đi ra đằng sau công trình. Đây, để tôi đứng bên này cho các bạn xem cái chi tiết trang trí. Rồi, chúng ta cũng ra khu vực đằng sau xem gia chủ bố những vị trí những cái gì ở đằng sau công trình. Đây là khu vực chăn nuôi của gia chủ ạ. Đấy, bên trước này lại là cái ao. Đây là khu vực chăn nuôi đây. Rồi sẽ view cái mặt tiền đằng sau này. Đấy, mặt tiền đằng sau thì không có trang trí gì cả. Chăn nuôi là một cái bếp cũ của công trình. Bể nước. Toàn bộ phía mặt đằng sau này. Đó. Đây là cái ao cá trước nhà. Một chú trâu. Rồi đây là cái mặt bên này. Các bạn cắm kỹ nha. Đây, đứng đây tôi view lại các bạn một lần nữa cái mặt tiền tổng thể của công trình.
Rồi, giờ chúng ta tiến vào bên trong để tham quan các cái chức năng bên trong của công trình nhá, không gian bên trong công trình. Bước lên trên công trình, chúng ta bước qua 5 bậc. Khu vực hành lang. Vâng, và đây là chính là gia chủ chúng ta. Em chào anh ạ. Anh tên là gì anh ơi? Dương. Dư ạ? Dương ạ. Vâng. Anh Dương là chủ nhà của chúng ta. Thì anh Dương có thể chia sẻ cho em là cái căn nhà này thì gồm những cái phòng như nào không anh? Căn nhà này thì nó gồm phòng khách, cả hai phòng, 3 phòng ngủ. 3 phòng ngủ. Vâng. Phòng ngủ với lại phòng khách thì theo thiết kế thì là có một bề thì nó mình thông giữa phòng khách với phòng ngủ chứ không tách rời ra. Vâng. Phòng ngủ với phòng khách. Vâng. Mình tách ra có một bộ khung tranh cái đồ. Vâng. Nghĩa là nó che cái giường đi. Đây là một khách của gia chủ. Vâng. Khách này thì khoảng bao nhiêu mét vuông anh Ánh nhỉ? Anh dùng thước laser đo. Kích thước này là tôi đo được là 3m4 × 4m6. Khoảng 14 mét vuông. Các bạn nhìn nhá, và đặc biệt các bạn nhìn cái hệ mái của gia chủ này. Từ đây anh dùng luồng đúng không? Cái luồng này thì có gì đặc biệt không anh? Nếu để cái để làm mái này phải ngâm nước hay như nào? Có mình cái này thì ngâm. Bao nhiêu tháng anh? Nó đúng tiết của nó thì là 6 tháng. Nhưng nếu mình ngâm quá thì nó lại mất tiết luồng đi. Cái cách chọn luồng để làm cái mái này thì phải tiêu chí như nào anh nhỉ? Có phải già thẳng. Già thẳng. Vâng, cái này anh mua ở đâu anh? Luồng này. Mua trên sở khác. À, có đắt không anh? Hệ luồng này. Cái này nó 80 mấy nghìn một cây. 85 nghìn. À, có 80 mấy nghìn một cây rồi à? À. Thế luồng bên trên sau đó là anh, cái kia là gỗ đúng không? Màu đỏ ấy. Đấy, sau bên trên là anh lập ngoái đúng không? Có cái lớp chống nóng hay lớp ly lông gì ở trên nữa không anh? Không có một lớp gì. À. Gỗ mình đóng trên, đóng kín thôi. Vâng, tức là ngói là mình trực tiếp vào cái gỗ ấy luôn. Ngói vít à anh? Đấy thì các bạn hãy tham khảo cái hệ này. Làm cái mái này chắc là cũng nhẹ tiền anh nhỉ, cũng không phải đắt tiền lắm. So với đổ bê tông thì rất là nặng nề mà lại tốn kém. Rồi tiếp đến cái phòng bên đây là phòng gì anh? Cũng là phòng ngủ à? Phòng ngủ nhưng mà anh để thông thoáng luôn. À. Đó. Ông ngủ này thì diện tích như nào anh Ánh? Cái một cái giường và cái bàn học cho cháu nhờ anh nhờ. À đây và anh có để ban thờ cái phòng này luôn. Diện tích là 11 mét vuông bạn nhá. 11 mét vuông. Chiều ngang này là 2m4. Chiều sâu này cũng trước là 4m6. Ờ. Và tiếp đến cái phòng trong này là phòng bếp anh hay là à vâng phòng ngủ anh đo xem phòng này kích thước như nào. Một cửa sổ và 29. Vâng. Còn 29. Trong này là phòng của anh chị đúng không? Vâng. Hé thôi được. Rồi. Đó. Phòng này bao nhiêu mét vuông hả anh? Anh chủ nhà. Chắc khoảng hơn 10 mét vuông rồi. À, bên ngoài này thì anh đổ bê tông đúng không? Riêng cái chỗ này mái đổ bê tông. Mùa này thì là có 9m4 thôi. Tôi đo được là ngang là 2m9, sâu là 3m2. Đây nó làm cái cửa lách đi ra đây đúng không? Ra ngoài. Thế bếp ăn thì mình như nào anh? À tức là là chỗ này là mình sẽ bỏ chỗ tủ lạnh ấy, mình sẽ làm một cái cửa đi ra sau. Sẽ làm một cái gian bếp ở ngoài đấy luôn. Nhưng mà hiện tại bếp mình đi bếp vào.
mình luôn luôn tặng sau. Thế vậy thì di cửa lên, phá cửa này ra, nếu mà anh muốn sử dụng cái bếp cũ ấy. Không, cái bếp cũ thì để đấy nó không được lợi, thế nó không đẹp. À, thế thì là mới luôn là này. Mới này thì đúng là cửa đấy. Anh cho tôi biết lại kích thước là bao nhiêu nhỉ? Kích thước là 8m x 10m. Kích thước của vì vâng. Anh ơi, cái nhà này anh xây dựng lâu chưa anh? Xây từ năm 2015. Đúng rồi, 2015. Vâng, tức là hơn 2 năm rồi. Thì anh cho em hỏi là cái thời điểm đấy thì cái chi phí để xây dựng ngôi nhà này thì có nhiều tiền không anh? Chưa tính nội thất đi ạ. Tức là vâng, tức là hơn 450 đúng không anh? Thì hồi đấy nhân công là có rẻ không anh? Nhân công ở đây. Nhân công thì cái đoạn cấy thì nhân công không xây cái nhà này thì nhân công không ấy, chỉ có là anh em làm. À, tức là anh nhờ người nhà cho anh em làm thôi đúng không ạ? Thì mình làm trong ngày xây dựng. Vâng. Thế anh cũng cai luôn nhân công ấy đúng không? Vâng. Thì đấy là một cái mẫu nhà cấp 4 mà tôi đã chia sẻ cho các bạn. Sau đây xin mời các bạn ngắm qua kiến trúc bên ngoài của công trình một lần nữa. Ở kênh chúng tôi cũng làm ra cái video này để chia sẻ cho những ai mà cũng đang có cái khổ đất, cái hướng đất đấy, mà tương tự thì bạn có thể tham khảo một cái mẫu nhà cấp 4 vừa đẹp lại đơn giản. Đây, xin mời các bạn ngắm qua kiến trúc bên ngoài của công trình một lần nữa. Nếu các bạn muốn nhận được nhiều video chia sẻ các cái mẫu nhà đẹp hơn nữa thì đăng ký kênh của chúng tôi để chúng tôi chia sẻ cho các bạn nhiều cái mẫu nhà đẹp hơn nữa. Hoặc nếu các bạn là những vị gia chủ đang sở hữu những căn nhà đẹp và muốn chia sẻ tới mọi người những cái mẫu nhà của chính mình thì cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để chúng tôi có thể chia sẻ cho nhiều người những cái mẫu nhà đẹp hơn nữa. Đặc biệt nếu các bạn muốn đăng ký dịch vụ thiết kế bên công ty chúng tôi thì có thể là gọi điện theo hotline bên dưới để chúng tôi có thể thiết kế cho các bạn những cái mẫu nhà như ý nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video chia sẻ tiếp theo.